Chia. Chào. Chào ông bà, ba. Cô chú, chú. Con. Con đi học. Yến này ai mua cho con? Nói đi. Này nói với mọi người là đi qua đây để hỏi anh Hưng là cúng cái buổi tiệc này là cái gì? Cái buổi tiệc này đó hả? Dạ. Cái buổi tiệc này là cái buổi tiệc cũng như để cúng rồi xui cái nó bút nó phạt cho người đi cũng bị nữa. Ông này nè. Chọn năm cái chén. Giờ là nóng rồi đó. Bé à, chia bây giờ là cho mặt con sọt. Đưa à, chia đi học. À, chia đang xách cái vỏ, trả cái cuốn sách, cuốn chuyện. Mẹ thét cho mượn. Cuối tuần xem. Thứ hai phải đem trả. À, mất cười ghê quý vị. Lên xe cái ảnh nóng á. Ảnh kêu ba ảnh mở máy lạnh. Trời ơi, lần đầu nghe ảnh nói luôn. Thường á là lên xe đó Thảo hay nhắc ông xã Thảo mở máy lạnh. Hôm nay ảnh nhớ mà ảnh nóng. Ảnh kêu luôn. Trời ơi, Thảo cười quá trời cười luôn. Ảnh hả, biết nói mà ảnh làm biến nói. Đúng không anh? Ôi ôi, mừng quá chừng luôn. Ảnh nói được câu gì là vợ chồng Thảo vui câu nấy đó. Bất ngờ luôn á. Chưa đi học giỏi lắm á. Còn 20 phút nữa là tới giờ vô học rồi. Cái Thảo kêu đi rửa mặt nè, đi mang giày, tự mang giày. Rồi sau đó ha, nó kêu ba ba dẫn đi học. Là ảnh vô, ba ba ảnh đang ngủ đó, là kêu réo hả, đứng nhảy đùng đùng trên giường. Khỏi ngủ được với ảnh luôn. Ảnh mới đòi lấy cái mắt kiến nè. À chưa, kiến này ai mua cho con? Nói đi, nói đi, nói đi. Mama mình bà ngoại kiến. À, bà ngoại mua kiến hả? Ôi, rồi con có mẹ si bà ngoại chưa? Mẹ si. Mẹ si ngoại. Mẹ si ngoại. Anh đi nửa đường, anh chá mắt vì nắng đó. Kính đó, mắt kiến, kiến ngoại. Ba lon gì? À, bong bóng hả? Huy. Con nít bên đây á, gặp bong bóng là khoái lắm. Rồi mua miết à, nhất là anh nhỏ của Thảo. Kiến bà ngoại nó hoài, biết rồi. Chưa mở cửa, đợi chút xíu nha. Đây là buổi chiều ở Pháp. Vợ chồng Thảo đi qua nhà anh Hương chị Hằng. Hôm nay anh Hương chị Hằng á mời vợ chồng Thảo qua có một buổi tiệc nhỏ, là anh Hưng làm một cái mâm cơm cúng ngày nghỉ hưu của ảnh á. Thì Thảo mới nghe lần đầu tiên luôn. Rồi qua bên đó thì Thảo hỏi anh Hưng như thế nào để quay lại cho quý vị xem cùng biết nha. Hello anh. Thơm quá ha, thơm phức mùi nhang. Đang cúng khói quá trời luôn ha. Đốt mấy cây nhang lên. Thì nhang chậm hương mà. Nhang này nó ngắn gì nè. Rồi. Ủa, cúng rồi hả? Đang cúng sắp xong. À, là anh lại Phật rồi đó. Bàn thờ của nhà anh Hưng nè. Xịn sò chưa? Tủ này là cổ lắm luôn á. Cổ rồi, hơn trăm năm rồi. Hơn trăm năm luôn. Ờ, trên này luôn hả? Hồng Kông á. Hồng Kông hả? Giống như hồi xưa luôn đó. Hồi xưa ba của anh đem qua luôn đó. Dạ. Rồi để nhà dưới hai là Thảo về làm mà. Hôm nay nói với mọi người là đi qua đây để hỏi anh Hưng là cúng cái buổi tiệc này là cái gì.
là buổi tiệc này đó hả? Dạ. Cái buổi tiệc này là cái buổi tiệc cũng như để cúng ông bà. Dạ. Để cầu sơ cầu, tại vì mình đã đến tuổi về hưu rồi. Dạ. Đã 63 tuổi rồi. Dạ. Ừ, bây giờ mình cúng ông bà để cầu mong ông bà phù hộ cho mình có sức khỏe và mọi chuyện được suôn sẻ. Dạ. Và tất cả đều được vui vẻ. Dạ. Rồi là bình an. Dạ. Rồi là về hưu là mình phải cúng vậy ha anh ha. Thì mà cái đó một người em bạn ở bên Đức rồi chỉ dẫn mình làm như vậy, nên làm như vậy. Tại vì chắc ảnh rành á. Thì đã thấy trường hợp nó xảy ra nhiều, mình thử anh Hiệp kêu nên về cúng ông bà, ông bà phù hộ cho mình có sức khỏe. Vậy mình chia sẻ lên đây cho nhiều người sau này có về hưu người ta biết. Thì dạ. Đó là mốc anh về hưu cũng phải cúng giống như anh. Chắc vậy rồi. Cũng có sức khỏe thì mình ăn thôi. Thì cơm trắng được đó, mong cơm cúng ông bà thôi. Đơn giản thôi cũng được. Đơn giản thôi, dạ. Mong cho mình có sức khỏe. Cho ông bà chứng kiến vậy. Ông bà cũng, mình cũng đến tuổi ông bà, vừa gần tuổi ông bà, cũng xăm mấy rồi. Dạ. Thì đó. Vậy thì mình phải thành cẩn cúng để cầu mong sức khỏe. Dạ. Mình sống được lâu dài hơn. Dạ. Ông bà cũng cường cũng tốt. Dạ. Ba anh thì tới 75 tuổi đó. Dạ. 85 tuổi. 85 là cũng thọ. Má anh cũng vậy. 85 tuổi cũng mất. Tới anh 100 tuổi cho rồi đi. Nhiều quá. Giống bà. Giống bà. Giống bà. Hôm nay em cũng chúc là cho anh Hưng được nhiều sức khỏe nha. Sống lâu thiệt là lâu luôn. Dạ. Mà sống mà khỏe mạnh, không có bệnh gì hết luôn. Dạ. Đủ xài là được rồi. Dạ. Dạ. Chào gì? Chào gì? Cái lọt chưa rồi, nó không làm, không có kịp. Không kịp. Nó bị cái gì đó? Bị sâu với bị dòi. Tại mưa đó. Mưa quá trời nhiều luôn. Hôm nay nó giống có như giống như con rận vậy đó. Nó nằm nhỏ nhỏ trong đó, trong đó gì? Nó nói là in the form of a jelly pass. Ta dịch cái Việt Nam nó vô đầu được. Đóng quá, đóng trường rồi. Đó. Ông ăn công bằng, ông công việc, ông biết nói. Hồi xưa đó, ông già ông ở Việt Nam á, người mới ra là bán đông khải, ra biển sống lớn nhớ sợ dông bão này kia nọ. Dạ. Mà ba anh cầu nguyện ông Quan Công này nè, bao nhiêu chiếc thuyền bị chìm, ba anh chiếc thuyền của ba anh đó là trôi giạt vào bờ rồi. Ôi, là cầu nguyện ông ba anh từ Việt Nam qua đây. Dạ. Sau này để cho con cháu thờ. Dạ. Là rồi. Hay quá. Cố tình. Dạ. Linh thiêng á. Tới ra bán. Chị bán cái gì? Đồ bánh xèo. Thôi bà là không coi như nó phạt cái là cắn lưỡi luôn á. Người ta ăn hết rồi đó, tới gì hốt vỏ. Nhiều khi bán lợi ngày đó 200-300 bà không nói gì mà cần tiền tông cái cá của mình rồi. Nó chồm cái nó chụp vô. Rồi xui cái nó bút nó phạt cho. Người đi cũng bị nữa. Ông này nè. Không ít đâu, nó phạt mấy ngàn nữa. Chứ không phải bạn 100-200 đâu. Thôi, gì đừng có bán buôn gì nữa trơn, trời ơi, đi chơi thôi. Nói gì? Có, cái này là nó mới xanh lè, nó mới... Vậy mùa dâu năm nay... Nó chủ dâu thất thế hết rồi. Bữa nào ấy đi đâm sụp anh bữa, nằm lại. Dạ. Cấm à. Trong chợ cũng cấm bán luôn anh ha. Thôi, không còn chợ anh hỏi nó thế lực nữa. Nhà nước cấm không được quyền bán. Chứ cái mùa này là đầy chặt. Đâu em đấy chợ Ly Đình nó còn nhà hôm kia em đi hôm từng rồi. Anh đi chợ Thùng Lum hết không thấy. Không thấy hả? Trời này á, trời rồi. Chắc em đi chợ trước mấy ngày. Tủ này là 130 năm rồi quý vị. Đi đường tàu quá. Cái bên kia là ba má chị hàng đó hả? Ở bên kia. Tủ này là giờ có giá lắm á, anh Hưng, bên Việt Nam mình nó săn mua mấy tủ này nè. Tủ xịn đó. Ừ, đồ cổ rồi. Rồi anh Hưng đã cúng tàn nhang rồi, bây giờ thỉnh thức ăn xuống. Cái nào có dịp rảnh á, tổ chức làm cái gì ăn mình làm cho đủ. Bởi trời, chị biết sao không? Bữa giờ trời mưa hoài, trời nắng ấm lên chút hả? Ủa cái gào lưới ở bên này là của anh Hưng đó hả? Không phải, cái đó của cái chị gì đó.
Những người Việt Nam không? Mấy nhà dân vô hầm rồi. Ờ đây đây hầm nè, hầm nè. Nó quay đây. Bếp điện của chị nè, bếp điện của chị nè. Nhìn đẹp quá. Ồ. Ừ. Và phải xài là cán nồi đó. Cán nồi ha. Vì hiệu này cán nồi nè. Thấy đẹp tè không? Ừ. Lao một cái là chỉ cần em lao một cái thôi nè, thấy không? Nó sôi ghê không? Rồi em biết rồi cái hiệu này. Hiệu này là về nồi điện cái, không á? Nghĩa là em phải cho nó chữ ăn nó xong á thì em nấu được. Dạ. Còn không mà không nấu được. Đây. Cơm thì anh để ra cho em ăn. Cái này đồ xào thịt bò phải không vậy? Bò xào có. Cái này là cá su mông kho nè. Cá su mông kho. Ở này canh gì chị? Canh măng. Canh măng. Canh gà măng. Ba món cúng á, quý vị. Giờ cúng xong rồi. Cúng xong rồi. Chị hâm cơm lại. Cho em ăn. Hâm luôn. Rồi anh dọn 5 cái chén. Cái này vào cho hơi chút. Dạ. Em ấy rồi. Không được. Nhà anh Hương chị Hằng có hai người à. Mấy đứa nhỏ thì nó ít ăn ở nhà. Vậy mà xài hai tủ lạnh Mỹ luôn á. Dữ dằn không? Nhà em có cái tủ lạnh nhỏ giống vậy thôi nè. Hiệu Samsung. Rồi thấy cũng nhiều rồi đó. Rồi chị thêm cái này nữa là quá trời bự luôn á. Không, cái tủ kia là của thằng Hải nó đem về cho chị. À, cái tủ Vipon đó hả? Ừ, cái Vipon đó. Dạ. Nghĩa là thằng Hải nó đem từ Milu về. À, là cái này đó, bữa trở về đó hả? Ừ, bữa chị nói em trở về đó. À. Cơm gia đình thôi, cũng muốn bà ăn thôi. À, cơm bình thường cái này để xương. Cái này là điện thoại. Kho bữa là gì? Của bé kho. Dạ. Mai rồi mai không ở đây mua trên trời với nhiên ký không 6 đồng ký thấy mua em mua đi mua giùm em rồi qua nó có màu xanh gì vậy mấy từ nay nó có màu đỏ lên nó màu đỏ màu đỏ mà mời bà con cô bác chú bác anh chị em dùng cơm nha dùng bữa cơm cơm và cô chú bác dùng cơm nhé. Cái này là cá kho bà xã làm, cái này là canh canh gì canh măng, canh măng với nấm, cái này là bò xào, bông cải, bông cải rau cần chồng mẹ nấu hả? Không đi đi góp tiền hụi nữa kỹ rồi đó, coi hụi lúc mấy giờ 4 giờ hả? Quá hay luôn á, quá giỏi luôn á. Đã quá rồi giờ mình đi xuống. Giờ đi xuống. Mình đi chơi. Điên vòng. Điên vòng. Đây tạm biệt dì nha. Chúc qua buổi tối an lành, ngủ ngon. Bye bye dì yêu. Bye bye. Và nhóm Thảo cũng xin chào tạm biệt quý vị nha. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị với những video tiếp theo.